thực hiện công điện 597 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về thực hiện nghiêm các quy định cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Công điện số 600 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 tại các công điện trên thường xuyên báo cáo chủ tịch ủy ban dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và tình hình phòng chống và diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn trong phạm vi quản lý của đơn vị. Theo đó, điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ Bảy tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung.